cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hãng tin Bloomberg cho hay, bất ổn chính trị tại Pháp đang khiến một số nước thành viên Liên minh châu Âu EU lo ngại rằng vấn đề chi tiêu quân sự chung và nỗ lực hỗ trợ Ukraine có thể bị gạt sang một bên. Các cuộc biểu tình vẫn đang diễn biến phức tạp tại Pháp từ ngày 9 tháng 6 tới nay, sau khi Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp RN theo đường lối cực hữu thắng thế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu EP và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố giải tán quốc hội. Đặc biệt, theo Bộ Nội vụ Pháp, có thời điểm 250.000 người Pháp đã kéo xuống đường biểu tình, bất chấp thời tiết mưa gió để thể hiện sự phẫn nộ chính quyền Paris đã phải huy động 21.000 cảnh sát và quân hiến binh cơ động GM để chấn áp biểu tình. Theo những nguồn tin nắm rõ tình hình, các vòng bầu cử mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tiến hành sớm, dự kiến ngày 30 tháng 6 và mùng 7 tháng 7 sau khi giải tán quốc hội, có thể sẽ làm suy yếu vai trò của ông với tư cách là một trong những người cổ vũ hàng đầu cho Kiev, ảnh hưởng tới kế hoạch cử huấn luyện viên quân đội tới Ukraine. Tại Pháp, Tổng thống là người đứng đầu quân đội, nhưng ngân sách nhà nước do chính phủ đề xuất, thủ tướng quản lý và phải được quốc hội phê chuẩn. Điều này có thể dẫn tới việc Hạ viện Pháp bị chi phối bởi các đảng phái có những ưu tiên rất khác nhau sau hai vòng bầu cử quốc hội sắp tới. Lãnh đạo đảng RN Jordan Badella ngày 19 tháng 4 cho biết ông ủng hộ quyền tự vệ của Ukraine trước Nga. Tuy nhiên, nếu được bầu làm thủ tướng, ông sẽ không cung cấp cho Kiev tên lửa cho phép nước này tấn công lãnh thổ Nga ông badela nói với các phóng viên rằng tôi mong ukraine có đủ đạn dược và thiết bị cần thiết để chấn giữ mặt trận nhưng lằn danh đỏ của tôi sẽ không thay đổi việc gửi trang thiết bị có thể gây ra hậu quả xấu ở đông âu vị chính trị gia nhấn mạnh do đó tôi không có kế hoạch gửi các loại vũ khí có khả năng gây nguy cơ xung đột đặc biệt là tên lửa tầm xa hoặc các loại vũ khí khác cho phép ukraine tấn công lãnh thổ nga quan điểm của tôi hiện nay không thay đổi và sẽ không thay đổi đó là hỗ trợ Ukraine và tránh mọi rủi ro trong khu vực. Tôi cho rằng nguy cơ gia tăng căng thẳng thực sự đang hiện hữu. Tổng thống Macron cho rằng đảng cực hữu mặt trận quốc gia Pháp RN có lập trường mơ hồ về Nga và muốn rời khỏi tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông chủ điện Elise cũng chỉ trích đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI có quan điểm không thể chấp nhận về tình hình Ukraine và Trung Đông. Ông nói thêm rằng LFI mang tư tưởng bài do Thái khi chỉ trích cuộc tấn công chống Hamas của Israel ở Gaza. Ông Macron nói, chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã mang lại kết quả, đồng thời nhấn mạnh chính phủ và liên minh cầm quyền đã tạo thêm việc làm, chuyển đổi năng lượng và ủng hộ Ukraine. Jordan Banella, ứng viên thủ tướng của Đảng Mặt trận Quốc gia RN cực hữu cho hay, nếu được chọn làm thủ tướng trong trường hợp đảng của ông chiến thắng, trong cuộc tổng tuyển cử Pháp sắp tới, ông sẽ đưa ra chính sách mới về hỗ trợ Ukraine. Ông nói, tôi vẫn duy trì lập trường hỗ trợ Ukraine các trang thiết bị quốc phòng, đạn dược, hoạt động hậu cần chiến dịch, vũ khí phòng thủ để họ tự vệ và giữ phòng tuyến. Nhưng khác với Tổng thống Emmanuel Macron, tôi phản đối việc điều binh sĩ Pháp tới Ukraine. Đây là lăn danh đỏ Ông Biden cũng đe dọa sẽ ngăn chuyển giao cho Ukraine tên lửa tầm xa hoặc các loại vũ khí khác mà nước này có thể dùng để tấn công lãnh thổ Nga, do chúng có thể làm căng thẳng tại Đông Âu. Pháp là một trong 32 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, và cũng là nước ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xem cuộc xung đột ở Ukraine giống như cuộc đấu tranh cho sự tồn tại của châu Âu vào thời điểm mối đe dọa từ Nga ngày càng tăng. Theo đó, ông cho rằng châu Âu sẽ cần phải đoàn kết và tập hợp các nguồn lực quân sự và công nghiệp chống lại thách thức đó. Tuy nhiên, đảng RN dẫn đầu trong cuộc bầu cử tại Pháp theo đuổi chủ nghĩa dân tộc, chống chủ nghĩa liên bang châu Âu và toàn cầu hóa, nhấn mạnh các nước cần tự chủ. Ông Macron cũng cho hay đảng cực tả nước Pháp bất khuất, LFI, có quan điểm không thể chấp nhận được đối với cả Ukraine và Trung Đông. Ngoài ra, với sự tự tin từ cuộc bầu cử trước đó vào năm 2022, Tổng thống Pháp hiện đang nhấn mạnh vào sự trỗi dậy của phe cực hữu với mong muốn đánh thức người dân Pháp và tái thiết lập lại sự ủng hộ của đại đa số. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác xa so với cách đây 2 năm. Kể từ khi ông Macron tái đắc cử, nước Pháp liên tục phải đối diện với những đợt khủng hoảng từ kinh tế cho đến chính trị và cả giáo dục. Chưa kể đến những hành động của tổng thống Pháp trong việc ủng hộ Ukraine khiến ngay cả những người thuộc bộ ngoại giao Pháp phải thốt lên là không thể hiểu nổi người dân Pháp cũng đang lo lắng về nguy cơ xảy ra xung đột, lo lắng về kinh tế cá nhân khi Pháp là một trong những nước đắt đỏ nhất châu Âu, chỉ xếp sau Vương quốc Anh nếu so sánh giữa thu nhập và chỉ số lạm phát. Theo RT, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây đang phạm phải sai lầm khi cố gắng làm tình hình ở Ukraine gia tăng căng thẳng, nhấn mạnh rằng việc đánh bại Nga là không thể xảy ra. Ông Putin cho biết Thực tế thì phương Tây mong đợi chúng ta sẽ sợ hãi vào một thời điểm nào đó, đồng thời muốn Nga nhận một thất bại chiến lược ở Ukraine. Mọi người đều hiểu điều này, đồng nghĩa với sự kết thúc của nhà nước Nga. Và điều này gần như không thể xảy ra do sự đoàn kết của chúng ta. Nga không cần phải e ngại điều gì, đây là logic cơ bản. Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nói rằng bất kỳ cuộc xung đột hạt nhân nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với nhân loại. Nhưng chủ nhân điện Kremlin cũng khẳng định rằng Nga sẽ sử dụng mọi cách để đáp trả nếu sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, việc Ukraine yêu cầu Nga rút quân trước khi đàm phán là một chiến thuật nhằm kéo dài cuộc xung đột, bởi đây là cách duy nhất để chính quyền Kiev duy trì quyền lực. Ông nói, việc Nga rút quân sẽ không bao giờ xảy ra. Chế độ Kiev hiện tại không muốn từ bỏ quyền lực, họ không muốn tổ chức bầu cử bình thường theo hiến pháp Ukraine. Vì lẽ đó, họ sẽ tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán ngừng bắn. Trong tuyên bố mới nhất, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đánh giá Ukraine đã sai lầm khi từ chối đề xuất đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Dmitry Medvedev tuyên bố họ từ chối mọi thứ, điều này đã được nói trong hội nghị diễn ra ở Thụy Sĩ, và nó có nghĩa là mọi đề xuất sẽ bị từ chối ngay lập tức. Quá trình đàm phán sẽ quay trở lại điểm xuất phát, thật là vô ích, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ông nhấn mạnh chính quyền ép vẫn có thể chấp nhận đề xuất của Tổng thống Nga và cố gắng đạt được hòa bình nếu Ukraine từ chối đề xuất của Moscow, các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi tình trạng trung lập và phi hạt nhân của Ukraine là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Ngoài ra, Ukraine phải từ bỏ ý định gia nhập NATO và rút quân khỏi bốn khu vực đã sắp nhập vào Nga. Tổng thống Nga nhấn mạnh, nếu Kiev và phương Tây từ chối đề xuất hòa bình mới thì điều kiện sẽ khác. Ông Vladimir Putin nói, bản chất của đề xuất hòa bình của Nga không phải là đóng băng mà là chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột. Politico dẫn lời các quan chức Mỹ nói, nước này đã mở đường cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đáp trả bất kỳ lực lượng nào của Nga tấn công từ bên kia biên giới, không chỉ giới hạn ở khu vực gần Kharkov. Sự thay đổi rất nhỏ này trong thông điệp mà các quan chức Mỹ khẳng định không phải là một sự thay đổi trong chính sách, diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ lặng lẽ bật đèn xanh cho Kiev tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Lúc đó, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng chính sách này chỉ giới hạn ở các khu vực gần Kharkov, cùng nhiều hạn chế khác. Các lực lượng Ukraine kể từ đó đã sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào Nga ít nhất một lần, phá hủy các mục tiêu ở thành phố Belgorod. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine và châu Âu khác tiếp tục gây sức ép để Mỹ nới lỏng các hạn chế hơn nữa, cho phép Ukraine tấn công bất cứ nơi nào bên trong lãnh thổ Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói với đài PBS hôm 18 tháng 6, Mỹ sẽ cho Ukraine bắn vào bất kỳ lực lượng Nga nào trên lãnh thổ Nga, miễn là các lực lượng đó vượt từ Nga và Ukraine. Nga trong những ngày gần đây cho biết họ có thể sẽ sớm tấn công thành phố Sumy ở phía đông bắc Ukraine, cũng gần biên giới Nga. Ông Sullivan nói, nếu điều đó xảy ra, chính sách này cũng sẽ được áp dụng ở khu vực đó. Ông Sullivan nói, đó là lẽ thường. Nếu Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công từ lãnh thổ của mình và Ukraine, việc cho phép Ukraine đánh trả các lực lượng đang tấn công họ từ bên kia biên giới là điều hợp lý. Hai quan chức Mỹ giấu tên khẳng định việc cho phép Ukraine tấn công đáp trả vào lãnh thổ Nga ở bất kỳ nơi nào dọc biên giới không phải là một sự thay đổi chính sách. Một quan chức nói ban đầu quy mô chỉ áp dụng ở quanh vùng Kharkov. Tuy nhiên, chính sách không cho phép tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga sẽ không thay đổi. Theo CNN, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây cũng kêu gọi cho phép Ukraine linh hoạt hơn trong việc bắn vào Nga nói Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Ông Stoltenberg giải thích, Nga đã mở một mặt trận mới ở phía bắc Kharkov, nơi họ tấn công trực tiếp từ lãnh thổ sang bên kia biên giới. Biên giới và tiền tuyến giờ ít nhiều giống nhau, và tất nhiên, nếu các lực lượng Nga, pháo binh, khẩu đội tên lửa được an toàn, ngay khi ở bên biên giới Nga thì việc tự vệ của người Ukraine sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trước đó, Mỹ cũng đồng ý để Ukraine sử dụng hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp để bắn máy bay Nga trong không phận Nga nếu họ chuẩn bị tấn công vào không phận Ukraine. Trước thêm cuộc gặp cấp cao thường niên năm nay tổ chức ở Mỹ, đại diện NATO cho biết, trong khoảng thời gian chỉ có một năm qua, đã có thêm 13 thành viên của khối đáp ứng mục tiêu chung là ngân sách quốc phòng tối thiểu phải đạt mức 2% GDP. Theo NATO, đã có 23 trong tổng số 32 thành viên đạt mục tiêu, và ngay trong năm nay sẽ có thêm một vài thành viên nữa thực hiện cam kết trên. Đối với NATO thì đó là tin tốt lành. Việc đại đa số thành viên thực hiện cam kết trên là bước chuyển có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai của NATO. Nếu không vì chuyển biến của thời thế thì chắc chắn các thành viên khối này chưa thực hiện mục tiêu trên. Lý do thôi thúc nhất cho kết quả vừa nêu là cuộc xung đột Ukraine đã đẩy NATO vào tình thế đối đầu với Nga về chính trị và tới cả khả năng đối địch quân sự gián tiếp Ukraine. Trong bối cảnh tình hình chính trị an ninh châu lục như thế, NATO được các thành viên ở châu Âu coi trọng hơn và thấm thía giá trị của khối họ bỗng ý thức được rằng phải dựa cậy thực sự vào NATO hơn bao giờ hết. Và chỉ khi thực hiện mục tiêu trên thì mới có thể giúp khối này không những chỉ tiếp tục tồn tại mà còn hùng mạnh. Trước năm 2014, khi các nước đưa ra cam kết về tỷ lệ GDP cho quốc phòng, chỉ có 3 thành viên NATO đạt mức 2% là Mỹ, Anh và Hy Lạp. Vào năm 2021, trước khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ, có 6 nước đạt mục tiêu này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bình luận, chỉ trong vòng vài năm, Châu Âu đang nỗ lực nhiều hơn để xây dựng an ninh tập thể. Lý giải rằng mối lo ngại từ chiến sự tại Ukraine đã khiến những nước từng đắn đo về tăng chi tiêu quốc phòng cũng phải hành động quyết liệt. Ba Lan đang dẫn đầu liên minh về tỷ lệ ngân sách quốc phòng trên GDP, đạt mức 4,1% tính vào tháng 1 năm 2024. Tiếp đến là Estonia và Mỹ cùng ở mức 3,4%. Chi tiêu quốc phòng toàn khối từ mức âm 1,3% vào năm 2013 đã đạt 17,9% vào đầu năm 2024, một phần nhờ kết nạp thêm Montenegro, Bắc Macedonia, Phần Lan và Thụy Điển. Ông Stoltenberg nói, nhiều đời chính quyền Mỹ cho rằng các đồng minh trong NATO đang đóng góp quá ít, điều này đã thay đổi. Trong năm qua, quan chức một số nước thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm nay và điều chỉnh cam kết an ninh với đồng minh. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu yêu cầu họ san sẻ gánh nặng tài chính với Mỹ trong NATO và tăng cường năng lực quốc phòng. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông từng cho rằng các đồng minh NATO phải trả tiền cho Mỹ nếu muốn tiếp tục được bảo vệ. Trong các thông điệp vận động tranh cử, ông Trump còn cảnh báo bỏ mặc những thành viên nào trong NATO không đạt cam kết dành tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. NATO đang tìm kiếm sự đồng thuận cần thiết giữa 32 thành viên để tìm người kế nhiệm Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi ông hết nhiệm kỳ vào tháng 10 năm nay. Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều cho biết họ sẽ ủng hộ ứng cử viên là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Một trong những nước không ủng hộ là Hungary đã ngừng phản đối vào ngày 18 tháng 6. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Thủ tướng Hà Lan đã đồng ý tôn trọng thỏa thuận đạt được với ông Stoltenberg rằng sẽ không có binh sĩ Hungary nào tham gia vào các hoạt động của NATO ở Ukraine và sẽ không có quỹ nào của hungary dùng để hỗ trợ kiev thủ tướng orbán cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội x hungary sẵn sàng ủng hộ nỗ lực của thủ tướng rutter cho vị trí tổng thư ký nato về phần mình ông stoltenberg phát biểu rõ ràng chúng ta đã tiến rất gần đến một thỏa thuận trong liên minh đó là tin tốt và ông mark rutter là một ứng cử viên rất nặng ký cùng ngày tân tổng thống slovakia peter pellegrini cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ ông rutter cho vị trí đứng đầu NATO. Như vậy, thủ tướng Hà Lan chỉ cần được Romania ủng hộ cho vị trí tổng thư ký NATO. Tổng thống Romania Klaus Iohannis cũng đang cạnh tranh vào vị trí này. Tổng thống Iohannis dự định sớm đưa ra thông báo về nỗ lực trở thành người đứng đầu NATO sau khi ứng cử viên đối thủ của ông là Mark Rutte của Hà Lan nhận được sự ủng hộ từ Hungary. Ông Iohannis, 65 tuổi, đã cam kết sẽ đổi mới quan điểm cho NATO với tư cách là thành viên ở sườn phía đông NATO ông Johannes nói khi tuyên bố tranh cử vào tháng 3 vừa qua. Đã đến lúc Romania, quốc gia gia nhập NATO vào năm 2004, phải đảm nhận trách nhiệm thậm chí còn lớn hơn trong vai trò lãnh đạo khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Các cường quốc hàng đầu NATO đang thúc ép các bên đạt được thỏa thuận về vị trí tổng thư ký mới của liên minh trước hội nghị thượng đỉnh ở Washington DC vào tháng tới. Romania, giáp Ukraine và Biển Đen đã ngày càng có tầm quan trọng chiến lược kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine nổ ra nước này có hơn 5.000 binh sĩ nước ngoài đồn trú. Việc đề cử tổng thư ký NATO mới cần có sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên liên minh và hầu hết dường như sẵn sàng ủng hộ ông Rutter. Ông Rutter hiện giữ vai trò thủ tướng Hà Lan tạm thời và sẽ rời vị trí của mình trong vài tuần tới sau khi chính phủ mới của Hà Lan được thành lập.